Chào anh em, hồi nãy cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ á, mình có vội vàng quá, mình đăng cái clip mà may cái khẩu trang y tế nè, mà mình đăng lộn cái clip mà mình nhát, bây giờ mình phải xóa đi, mình chỉ các bạn làm lại cái clip này nha. Đây là cái khẩu trang y tế 3 lớp nè, cái loại này là loại dập nè ha, cái này cũng khẩu trang y tế mà may viền nè. Bây giờ mình chỉ các bạn làm cái đập này may hai đầu viền nha. Đây cái đập mica mình đã làm sẵn đây, các bạn nhìn đây nha, mình thật kỹ này, mình làm nhanh nhanh chứ tại cái Zalo người ta không cho gửi nhiều quá, gửi dung lượng lớn ta không cho đây, mình đặt các bạn cài này vô đây cho mình ha. Đây là cái bán thành phẩm, bạn lật lên quy cách đan của cái này thì cũng giống hệt như là quy cách đan của clip trước mà mình đã gửi cho các bạn coi, tuy nhiên đó là cái này thì nó xuôi một chiều này, các bạn đan đặt vô cho mình nha, đây này, nhẹ nhàng thôi đó. Rất là dễ làm, không có gì khó hết, mình nhanh nữa, may hai lần luôn, may cả đầu bên trái đầu bên phải một lần luôn, mình không phải kéo qua nữa. Hồi nãy mình vội quá, mình đăng nhầm cái clip và lúc mà mình đang nghiên cứu để mình thử, mình phải kéo xuống vội, quay lại cho mọi người coi đây, các bạn đã thấy chưa? Xong ha, bây giờ mình sẽ có hai cọng dây, hai cọng dây cái này. Đấy, cái nó càng đẹp luôn này, các bạn đặt cái dây cho mình ha. Dây này thì mình đã cắt cái thông số dây rồi. Bây giờ công việc của mình chỉ đặt sao cho nó đúng vô cái vị trí của hai đầu này thôi. Đây ha, một bên. Và bên này cũng tương tự y như vậy. Nếu mà các bạn dập các bạn đặt được cọng dây thì tốt, còn nếu không may các bạn đặt như thế này. Đó. Ok nhá. Để nắp lại này. Được rồi. Sau đó mình các bạn đưa vô đây thì một chân vịt nó sẽ đè lên một cái cạnh đập này có keo màu xanh, còn cái tay mình sẽ vịt ngoài đây, và đây các bạn nhìn đây nè, nhìn ngay chỗ cái tay bên trái đeo đồng hồ của mình ha, cái này như thế này các bạn lật này đây, và mình cầm kéo ra rất là nhẹ nhàng kéo cái cây này ra, xong ok đưa vô mày hai đường, không phải kéo qua kéo lại hết này, một đường này ok, tại cái máy của mình nó không có chịu cắt chỉ. Máy này là nó lâu quá rồi, nghèo không có tiền mua máy mới á, là phải xài máy này. Ok, xong như thế này, mở đây, mình lấy ra, ăn cái khẩu trang rồi. Lần này cũng vậy, cũng chuông, lần này cũng chuông. Ok này các bạn nha. Đó, bây giờ các bạn coi xong cái này các bạn chia sẻ nhiều lên cho mình, tại rất là nhiều người đang cần cái này mà chưa đấy, mình đeo khẩu trang vô luôn cho các bạn coi. May xong đeo vô luôn rồi nói chuyện. Hả? Ok ha. Rồi, cảm ơn.